Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Clip 125 lột xác cực kỳ tinh tế với một gấu combo hơn 80 triệu. Các chiếc Clip 125 phiên bản của Thái luôn là mẫu xe được nhiều tay chơi săn đón nồng nhiệt trên thị trường xe đã qua sử dụng, với nét đẹp thanh thoát mãi mãi không bao giờ bị lu mờ có mặt thời gian. Để thỏa mãn được những anh em yêu thích những cái dòng Clip 125 của Thái, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái chiếc Clip trị giá hơn 80 triệu, hiện đang chịu một cái số phận là bị nhốt trong một cái dinh thự. Các chiếc Clip 125 Thái thực tế có kiểu dáng giống hệt chiếc phiên bản của Honda Prado cập bến Việt Nam vào những năm 2015-2018. Nó chỉ khác ở chỗ cái chiếc Clip 125 của bên Thái nó hoàn toàn không có tiền chọn 150 giống như phiên bản của Indo, nhưng vẫn được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích bởi vì máy móc vận hành rất là mượt và êm ái, cái cảm giác lái rất là bốc vượt khó tả. Và cái bản độc của chiếc Clip hôm nay, nét đẹp của nó được nâng lên một cái tầm cao mới với những món đồ chơi xịn sò chính hãng. Đầu tiên chính là cái cụm con dây của Dono tiếng em đích ý, một cụm con với cái phần bản lề khúc kể làm từ nhôm Black CNC, nó sắc sảo quản lý hệ thống thắng đùm ở sau. Một cái chiếc bình dầu Rainbow khối xuất hiện cho cái dàn tay lái của cái chiếc Clip hôm nay đã chứa đựng phần dầu thắng, do cái cụm thắng của Rainbow S14 nó vừa nâng cấp không có tích hợp bình dầu như cụm thắng diesel. Ngoài ra còn có cụm thắng của Rainbow S14 số chứng minh thêm khúc kể của tiếng em CNC kèm với hốc gió tạo nên nét đẹp liền lạc với món đồ chơi ở phía đối diện. Cái dàn chân của chiếc Clip Thái hôm nay đang gây ấn tượng mạnh cho người dùng với hiệu Rainbow Blitz 2bit mức giá hơn 10 triệu, không chịu kém cạnh với dòng hiệu Rainbow Blitz 2bit để của TBT đặt cạnh, đã bộc lộ được nét đẹp riêng với những chi tiết tán khoen inox cũng khá đỉnh mắt. Trong khi đòi hỏi cái sự cắt giảm áo khi nâng cấp lên một cái dòng phục Holden HO831 sẽ không khiến cho người chủ của chiếc Clip Thái này thất vọng khi đem lại hiệu năng nhúng rất êm ái, đặc biệt trên cái dòng phục có thêm cái dụng cụ HPA có được điều chỉnh cái độ nén nội sọt nhanh chóng và dễ dàng linh hoạt, thích nghi với điều kiện đi một hoặc đi hai người. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Future X lột xác phong cách của chiếc Y-Lamy rất đẹp. Cái chiếc Future X hôm nay một cái dòng xe số rồng có nền tảng Việt Nam từ rất lâu. Hiện nay dù đã không còn được sản xuất nữa, nhưng để có một cái chiếc xe này còn tươi mới, người chơi phải bỏ ra khoản tiền hơn 30 triệu. Nó tương đương với một cái dòng xe thế hệ mới hiện nay. Ngoại hình ta thấy cái cảm giác rất là giống với cái chiếc Future Neo ở Việt Nam. Tuy nhiên đây là dàn áo và những món phụ tùng được người chủ order trực tiếp từ bên Thái về, với tên gọi đặt quay 1.5. Với điểm nhấn là nhiều chi tiết tem nó mới lạ hơn, cũng như cái bằng mặt nạ có thêm ba lỗ ốc để bắt rổ trước đúng chuẩn phong cách nước bạn. Không những dọn lại cái phần bên ngoài mà gần như các chi tiết bên trong các phần bình xăng, sườn xe, nắp xăng và những chi tiết khác đã được thay mới hoàn toàn, cảm giác như chiếc xe vừa mới lăn bánh từ hãng ra. Người chủ đã thêm rất vài món đồ chơi kiển cho em ấy đẹp hơn và giá trị hơn, điển hình bao tay active đi cùng chiếc điện cao su cao cấp gồ của CNC các bộ Rainbow, còn có cụm thắng của Rainbow Costa. Đây là bản nâng cấp cái mẫu IS19 ra đời vào đầu năm 2008, đi cùng chiếc bình dầu Rainbow cái màu xám khối để cố định thông qua một cái chốt inox. Trong khi nhìn xuống dàn chân, chúng ta thấy ở dòng heo xám bấm đầu CNC và còn thấy một cái con heo của Rainbow lục lớn 2 bên đá xứng. Đây là cái dòng sản phẩm được trang bị phần bánh sau của cái dòng Ducati bắt giờ phát heo dầu đo đạt ăn hết được cái mặt đĩa của Rainbow Aro 250. Điểm này bắt giờ mâm thông qua thòng CNC. Phục Holden danh giá phía sau giúp chiếc mã đẹp hơn. Cái điểm nhấn màu vàng khá tốt trên tổng thể dàn áo màu đỏ của con xe, với một cái ti lò xo lớn hơn giúp cho phục có độ nhúng êm ái hơn, ổn định hơn rất nhiều. Chân phục được trang bị cái nấm chỉnh để kiểm soát cái độ đàn hồi nhanh hay chậm. Em ấy đang khoe dáng ở một cái thiên nhiên chỉ có cây và nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, được kịp tiếp nhấn like, share, subscribe.